Dạ vâng. Cho nói gì? Là một ly đỏ hả? Bà bái con ly đủ rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng có làm nước. À, hôm nay là ở dưới Đa Phước. Ở đây là thuộc về còn thành phố Hồ Chí Minh mình phải không? À, bắt màn trang trí nội thất. Thấy làm bán cái gì rồi, quảng cáo sản phẩm luôn đi. Thấy, bán gì? À, khô nhà làm luôn ha. À, khô nhà làm, một hộp vậy là bao nhiêu? Cỡ này. Cỡ này. 70. Gà ta mình hả là sao? À, rồi bánh trung thu nữa là sao bán nữa? Vậy là mình bán luôn. Dạ. Mình tự làm nhà. Dạ. Ý quê làm giỏi gì ta? 35.000 là nhân gì? Ở đó là gì nhân? Mũ nhôm chai á, cái đó gờ chai. À, bánh chai. Thập cẩm một trứng. Bánh con heo nữa nè. Giỏi quá rồi. Rồi có ra cái quầy bán không? Ai bán công ty chỗ anh làm á, chứ bán trên mạng á. Con ăn này không? Bánh chén nè. Cô bán lấy hộp đi. Bán hộp ha. Giỏi quá rồi, hay quá. Em trai đâu con? À, ngoài sau này còn đất trống nhiều á. Đất trống. Rồi ai có mua là cho địa chỉ nè. Địa chỉ ở đây đâu? Cho địa chỉ đi, có ai lại mua điện thoại đi, cho số điện thoại đi. 0932 8 mấy? 846 111. À, có ai có mua khô gà bánh đồ này kia thì ghé ủng hộ nha. Lô đi, bắt tay cái con. Bắt tay cái đây. Bắt tay đi bác đây. Bắt tay đi. Bắt tay cái ơi. Xin bắt tay cái đi. Bắt tay cái ơi. Nè, nè lên tay đây. Đưa tay đi. Bắt tay cái ơi. Có về ngoại không? Về ngoại không? Rồi quân đây đi làm rồi. Ở dưới xe đát gì rồi đi đường nào? Đi đường này xuống luôn hả? Không, anh đi ra qua bóc. Ồ. Quay lên vậy coi ai ở nhà muốn làm thì tự làm luôn ha. Quay cho người ta coi rồi người ta tự ở nhà người ta bắt màn, người ta may màn, người ta bắt mắt bắt màn rồi cha con mình ở không luôn. Sao? Hả Lan? Hả? Quay cho người ta cấp nghề rồi mình ở không luôn. Màn xanh, màu xanh hy vọng.
Mình đây xài mấy cái bát là cái bát cao cấp nha. Cái bát cao cấp chứ không phải bát thường. Bát cao cấp. Khoen này cũng khoen cao cấp luôn. À, mình không có xài khoen dỏm. Phải không có xài khoen rẻ tiền. Đây khoen rẻ tiền thì vài bữa nó hư rồi. Người ta giặt hay gì đó, nó bị bung hết. Ga chút nữa rồi. Cho ga sát luôn đi, sát. Cái cây 41. Cho ga hai cái đầu đi, cho cái đầu sát luôn. Cách thức làm cho bà con xem ăn cách nghề đi ha. Tụi tôi hấp cháo. Ở đây vài bữa có đặt cái bộ ghế sofa đó dặn anh cũng nhận luôn. À chạy xe vô hả? Vậy ở trên phòng trên có gì trang trí cái phòng á? Ở nhà dư chỗ ở mà. Trang trí cái phòng để làm cái phòng khách. À có đặt ghế xung quanh luôn. Đóng giường gì này kia kêu rồi ga gói. Đóng giường ga gói luôn. Trời ơi vậy ông đi qua bộ giường rồi. Vậy hả? Rồi xong chưa? Ông nghe ghé hả? Vậy đó hả? Thôi vậy thì kệ ông mua đâu cũng được. Nếu chừng nào không có. Tại vì nói chung mình cũng làm trang trí nội thất hết. Dạ. À, hôm nay mình đi với con gái nha. Gái mình lớn quá rồi, giờ dạy nghề cho. Dạy nghề cho, giờ bữa là đi kiếm tiền nữa rồi. Vừa đi học, vừa kiếm tiền. Xài cái bát này nè bà con. Bát dày. Tại cái này bữa hổm kia dạng quá không?
cái tường này nè mình xài vài năm á, cái đá cũ á, nhiều khi đồ mình khỏi mất công dời, khỏi mất công cạo bụi không à, cái mình giấy dán tường mình dán lên luôn. Anh làm luôn, anh làm luôn. Đó cái số anh đó quân có luôn. Thì có gì cái 3 số 8 của anh á, có gì luôn rồi, có gì alo. À, mình xài 5 10 năm á. Cái nó cũ rồi đó, à, mình khỏi mất công dời đồ, khỏi mất công cạo nhà bụi không mà. Mình dán tường lên luôn. Đây cũng làm đầy đủ á. Chỉ có phần hồ thì này kia, điện đồ này kia thì bên Tân Thành thôi. Khép cái cửa lại con, khép cái cửa lại con. Con khép cái cửa lại. Rồi như xe hơi vậy, cái dốc cao quá phải làm cái mưa, cái gà đường gầy rồi. Có vô coi YouTube á, vô an trang trí nội thất, an trang trí nội thất. Thấy chưa? Ở sau chữ ly nữa, thêm chữ ly nữa. Vậy hả? Đó. Vậy hả? Không. Rồi thêm chữ ra n l hai chữ e. Rồi. Quá ngọt, màu này quá ngọt rồi. À, lên màn hình nó như nó hơi khác màu một chút ha, không lên chút đâu. Có chưa? Con bấm giùm cho cô cái trang của bà. Tại vì anh mới biết chơi, mới cài YouTube thôi. Anh mới cài từ tuần nay thôi. Anh cũng không gần mấy con gái nó gần á. Chưa đăng ký đâu. Cô đăng ký chưa? Đó, chưa? Em phải tạo nữa, em phải tạo YouTube nữa. Em phải tạo nữa. Chưa tạo tài khoản. Nhiều khi em tạo cái tài khoản. Ủa, anh có lên lên trên Facebook không? Facebook có. An Ly. An Ly. Cái này là trang của bàn cửa hay là cái thầy của anh nè, đâu
Mi ăn, mi ăn, dùm kiếm cái trang Facebook của bà bá dùm. Rồi trang YouTube thì anh mới cài thôi, anh mới chơi cho trình tuần hai thôi. Anh mới cài trình tuần hai, em muốn coi YouTube thì ai chơi YouTube, nhiều khi bây giờ anh ít có xài Facebook nữa, anh xài YouTube, coi YouTube gì. YouTube nó nói YouTube em đăng ký là phải về luôn, đăng ký cho em, phải bán này vừa vừa cái... Còn đăng ký cho nó, bán máy cho cô. Không được, cái đi này của Quân. À, của Quân hả? Bố xanh, bố xanh là lên màn hình nữa khác. Không biết hỏi chú Thắng coi thấy cái nào, cái màn bự á, cái đó là bắt màn luôn đi. À, gái nhờ được rồi nè. Màu này ngọt không? Lên cái nhà nó cái điểm nhấn á, lên cái điểm nhấn rất là đẹp. Nhà mình sơn trắng, mình lên cái xanh này nó điểm nhấn đẹp lắm. Xem nhà không? Lên cái màn thấy khác liền không? Lên nhà thấy khác liền. Sao không? Dạ đúng rồi. Ừ đúng rồi, gà vậy đúng rồi. Bà con anh em gài, phải gài cho nó bung cái màn ra mới gì mới đẹp. Dạ sao? Gài gì đó, vậy nó mới bung cái màn ra mới đẹp. Bung con ra. Khép cái cửa lên đi con, khép hai cái cửa lên luôn. Khép bên cánh bên kia trước, cánh bên kia trước. Khép ra đi cho coi cái màn nó đẹp.
Rồi xong một cái màn. Kéo rất là nhẹ, mấy cái phen mà tốt á, bây giờ mấy cái phen tốt á, em kéo nhẹ lắm, em thử kéo coi, kéo nhẹ lắm, nhưng cái mấy cái phen rẻ tiền thì nó kéo nặng lắm. Kéo bên đây nè, em kéo á, em kéo là em nắm hai ba con á, nắm hai ba con gì nè em kéo, đó vậy đó, thấy không? Rất là nhẹ, em kéo ra cũng gì nắm hai ba con em kéo ra, thấy không? Nhẹ hửng à. Nó khoen cái khoen rẻ tiền thì nó kéo nó gít lắm. Cây nhẹ mà nó gọn cái gỗ ha. Cái gỗ là làm sao? Cái cây kéo nặng lắm. Cây gỗ kéo nặng lắm. Nhưng mà mình xài thời gian nó bị dảnh hết, bị cong hết à. Mấy cây gỗ mình xài cái nhôm tĩnh điện nè. Để cho chú thoát nghiệp. À, thấy không? Mình tối cái mình đóng lại gì mà mình sinh hoạt cái trong nhà đâu. Màu ngọt ha. Quá đẹp ha. Rồi dẹt ra, con dẹt ra đi con. Dẹt ra cột lại đi, bắt con cột lại. Vậy em dắt mình trở lại. Con ra ngoài con móc cửa ra đi, mình lên lầu sợ sợ xe ở ngoài không biết. Con biết gái biết làm không? Trời, gái giỏi gì ta? Gái giỏi gì ta? Mở cửa ra, khóa cái cửa ở ngoài đi. Cái xe nãy có thằng nào nó dòm dòm. Con biết dẹt không? Con biết làm không? Lên ở trên làm xuống. Dạ. Ở trên làm xuống thắng đây. Không, thì cái phòng này ảnh theo bên đây nè. Để cho mình lên lầu 2. Rồi. Có gì sắp xếp cho thắng làm. Con gái nhà được kìa. Khóa cửa là đi em. Sợ nhiều cái xe ở ngoài á. Con biết làm không? Con lên coi chú Thắng làm đi. Con biết làm không? Để chú bắt cho. Để bắt cho. Bắt con biết không? Con biết làm không? Con kéo vậy nè. Con nắm ở đây nè. Con kéo ra. Gì đó. Biết không? Rồi muốn kéo vô thì kéo. Kéo vô. Ừ, giỏi quá. Giỏi quá. Rồi, bye bye. Lên tầng trên nha.